rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ bày. Em chào các anh nhá. Em Hồng Anh hôm nay ra giới thiệu với các anh combo rất là hay, gồm âm ly và tuner của Amtrak của anh. Phải nói là một combo rất là đẹp. Anh nói các anh nhé, âm ly có model là Amtrak EX330, còn tuner thì là EX303. Quá đẹp của anh ạ, mặt phay xước. Phải nói là tuyển được một em đẹp như thế này rất là hiếm. Đặc biệt rằng là em này gần như là nội thất tụt tịnh, mọi cái là đều do hãng tự cung cấp và sản xuất nhé. Đều là ký hiệu là Amtrak hết, rất ít hãng làm được điều này. Size tư chuẩn của anh nhé, bày rất là đẹp, hoành tráng, rẻ hơn cả đồ Nhật. Chất anh thì không phải bàn rồi, có hai đèn vu, các tín hiệu vàng. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ anh. Em này có công suất tổng là 120W, không nhớ chính xác. Em sẽ xoay đằng sau cho các anh nhìn, hơi nhiều dây dọ các anh nhé. Tổng công suất là 120W đây, điện là 220V. Có bài em chắc là ập lăn đùng này, âm ly cũng vậy, cả ngõ tín hiệu. Cổng cắm thì là cổng pin 2 của châu Âu các anh nhé. Nói chung cơ bản em này đẹp, vừa qua cũng rất là đẹp, sạch sẽ. Ở trong clip này em không tiện để sâu ruột cho các anh nhìn. Các anh muốn xem ruột thì add Zalo số điện thoại của em 0866880998 nhé, để em gửi cái bảng cũng như thông tin cho các anh tham khảo. Ở đây chỉ giới thiệu qua cho các anh ngắm nhìn. Combo của anh rất là đẹp, hợp lý thì cho các anh chơi. Chẳng thể gian này anh theo em thôi xin. Em mở nhạc cho các anh thưởng thức nhé. Yêu nhau cho đớn đau, hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh.
đợi người đi trắng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió sáng. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh, giờ thầm chết trong em.